Hello cho cả nhà. Đây. Đây. Coi anh em mình làm đồ ăn, tự làm đồ ăn bữa nay 29 cả nhà. Làm đại ăn xíu rồi xong rồi đi qua kho làm nữa cả nhà. Anh em còn mấy đứa. Đó. Năm nay thì em Tết rồi. Em làm hai lá thôi, ngày mai với em gì? Đây là anh em ngồi đây tập trung ăn cơm xíu rồi ăn đi ra ngoài kho Dịch Phú 10 làm nữa cả nhà. Thì nói chung năm nay thì anh em còn mấy đứa này mà học 2 3. Năm nay mình còn có mấy đứa ở lại à. Còn mấy đứa này chiều nay làm bữa tối nay là cuối nè, rồi đi về luôn. Mình là phát lương đi về luôn cuối năm. Mấy đứa này về nè. Còn mấy đứa kia ngồi treo kêu chạy qua ăn cơm nữa, tại bữa nào cũng có ăn cơm này. Thì anh em tự nấu nè con, cái nhà con. Tự nấu cơm mà tự làm đồ ăn. Bia anh em, bia tự nấu luôn á. Bia á. Bia anh em á. Bia này. Bia tự mua luôn á. Bia này em tự mua. Đó, quay những video này thực tế như cho cái nhà nhau. Tại hồi sáng có đi qua bên chợ đầu mối, cái nhà mình có đăng. Đó, nó rất là kẹt xe luôn. Bây giờ là anh em qua đi nè. Đang điện cho hai đứa kia qua ăn cơm hồi đang ngạn làm. Tại bây giờ là cũng hồi tới giờ làm cái nhà. Này mình quay cho cả nhà xem ở ngoài kho này anh em mình đặt ngồi đi nha. Đó anh em ngồi trong phòng này ăn cái rồi xong ăn đi làm cái nhà. Còn đây ở phòng thằng em ở gần kho thôi nè. Kho ở ngoài đi nè. Kho bây giờ là cũng mở cửa rồi. Bữa nay là ngày cuối bên kho gốt bên em làm nha cả nhà. Bên kho bé Tư nè. Mình quay cho cả nhà xem từ xa nha. Đó kho cũng mở cửa rồi cả nhà. Nhà thấy không? Kho mở cửa rồi. Mở cửa bên kia nha các nhà. Đó. Mình gom lại cho các nhà xem là kho nó mở cửa nha. Còn ngoài thì còn ở bên đây và cũng quay cũng được là kho này các nhà thấy không? Quán tanh luôn rồi, quán này đi gì hết rồi. Bữa nay 29 đó các nhà. Đó. Thấy không? Quán tanh luôn. Bữa nay 29 là hồi sáng mình có đăng video ngắn cho các nhà xem bên chợ đầu mối nó quá trời kẹt xe luôn rồi. Trong đa chúng ta lại chợ Tết đó cả nhà. Ta lại chợ kẹt xe nhưng mà giờ này chứ hàng chưa vô đó chắc khoảng mà coi khoảng 1-2 giờ là anh em mình sức xe tỉnh với nhập ba công đó nha cả nhà. Rồi tối nay hình như là có một công thịt heo ở bên Hòa Bảo Giáp nữa. Đang kéo lên 12 giờ đêm á, coi có nếu được thì anh em mình cũng đi làm luôn cả nhà. Bây giờ mà tối nay cũng không có người để làm luôn nè. Anh em đã về hết rồi. Còn mấy đứa mà tối nay 12 giờ đêm nếu mà công kéo lên kịp thì anh em phụ làm mấy ngày Tết này luôn. Còn mấy đứa còn 6 đứa, 5 đứa, 6 đứa gì đang kiếm thêm người thêm để làm bên công kia luôn. Mà làm nó không kịp cả nhà. Tại cái này tranh thủ thôi, anh em là kiếm thêm thôi. Là nhân đôi mà anh em đâu có đấy, anh em gì ăn Tết hết rồi. Còn có mấy đứa mình thôi. Còn hoài cũng còn đây nè, còn mấy chiếc xe là của anh em mình nè. Chuẩn bị làm thôi, ăn cơm xong làm cái nhà. Đây một vài cho cả nhà xem đó. Đó là đang nấu đồ ăn. Mình làm đại như đây. Nhà ăn ở cái nha. Đang nấu đồ ăn rồi xong. Đó, đi. Thì là làm xương xương người lon để cho dễ tiêu hóa cả nhà. Vô thôi, bên em ngày 29 nha. Ngày 29 này. Bữa nay 29 cả nhà. Thì anh em ăn cơm xíu rồi xong rồi ngồi đi ra làm. Hồi ta điện lại là hoài cho anh em đi ra. Giờ sức hàng xe bây giờ chưa có mở cửa coi thì nhưng mà chưa. Hồi sáng thì anh em đi sang bên bãi ly ra cái công thịt heo có 7-8 tấn gì à. Đúng không? Thì bữa nay có nhà bên kia là người ta cho nhân 2.5 cái nhà ơi. Anh em lên nhân 2 rưỡi rồi. Thì gắng làm nè, gắng làm mấy bữa nè, coi ăn cơm nè, thì đâu có ai bán đồ ăn, bán cơm nữa đâu. Nãy đi ra chợ vừa đi làm xong đi ra chợ mua luôn mà kẹt xe quá trời luôn á. Và cũng có quay cho cái nhà xem đó. Em nói này là cuộc sống thực tế của anh em này nè, vừa ăn cơm nè, nấu đồ ăn gì thôi. Tự nấu tự mua tự ăn vậy nè, mấy bữa nay là khổ lắm. Không có ai bán nữa. Nè. Ăn xong ăn tranh thủ hồi là chiến tiếp, đi làm tiếp cái nhà. Làm tới tối luôn. Tối nay thì Hoài cũng đi qua bên chủ đi lãnh tiền cuối năm cho anh em nha.
Bác cho em một số hình như ba bốn đứa đi về đó, bốn đứa đi đi về đi quê đó, ba đứa ờ, ba đứa anh lại tao đi đó cái nhà đấy ăn cơm rồi sum họp mấy đứa thì bạn cũng tranh thủ hoài quay video là sống hàng ngày giờ cho cả nhà xem nè, cứ anh em đợi hoài nè vậy đó. Còn một số anh em cũng đã về quê nhé cả nhà, nhầm đứa nhớ mẹ quá nó về trước nhầm đứa nhớ mẹ hay còn tết này là hoài ra, còn mấy anh em là không có gì chắc mùng năm sáu giờ cũng anh em đổi từ quê lên này lên làm thì đổi cho anh em mình về lại là cháu nó vậy đó rồi đó có xin chào cháu đâu lên hai cháu ở trên tôi năm thêm đó cái nhà này hoài quay video thực tế như này đừng nên phải có khó hay biết mình mê tài sản nhưng mà chơi tháo ăn cơm thôi còn hai đứa kia nó chưa luôn có ăn hả nó mời cả nhà nha thắt ngọt xà nhà nghe bông của nó sọc nghe bông của nó bị của gắn theo nó sẽ mặc cảm nạp đi lo thơ nạp đi lo thơ đó là như là đây là ngày 29 rồi chắc cái nhà bây giờ cũng là ăn xung quầy đang có kèo rồi không còn, còn anh em mình vẫn còn vậy nè vẫn còn ăn cơm mình làm người lo ngang đi làm tiếp nha cả nhà tại điện là đi làm tiếp tranh thủ ăn cơm quầy hoài cũng tranh thủ quay video cho cái nhà xem nè đó cuộc sống hàng ngày của anh em đội hoài vậy nè cả nhà ăn cơm là tự nấu tại mấy bữa ngày này là cũng có người ta bán đồ ăn nữa cả nhà mấy tiệm bán cơm tại nghỉ ăn Tết hết rồi chỉ còn mấy đứa thầy hoài cũng tranh thủ vừa làm vừa quay cho cái nhà xem hiểu rồi ngày bữa ngày 29 Tết của anh em đội hoài nữa cả nhà và tối nay vẫn còn làm nữa rồi xong hoài sẽ quay những video ấy cho cái nhà xem hết tất cả những hàng ngày hoài cũng đăng tối ở chiều nay cũng hồi nữa hoài vừa quay xong là hoài cũng đăng cho cái nhà xem luôn nha để cho ngày quả hơn số của anh em đội hoài ra cái nhà cho quầy một đăng ký kênh hoặc một chia sẻ một like với cái nhà để mình có nhiều động lực quay nhiều video hơn cái nhà nhé đây là cuộc sống thực tế vậy này đó, tự làm đồ ăn nó mực mặt nhà đó, thịt bò xào với con bí ăn cơm thôi thì tự mua nãy quầy với anh em đi ra chợ mua nãy kẹt xe quá trời luôn tại mua chỗ gần chợ đầu mối Thủ Đức cái nhà thì sáng sớm mà sáng sớm bữa nay nó kẹt lắm, 29 kẹt lắm, nãy đi qua kia tôm với đồ ăn kẹt vậy mà kẹt tới hai gần 2 tiếng đồng hồ mới mua xong đồ cái nhà được ăn rồi nấu cơm rồi nãy nấu cơm này gần hết nồi luôn cái nhà còn hai đứa kia chưa tới nữa đó mấy bữa nay mấy gần chợ đầu mối gì nó rất kẹt tại bữa nay bữa cuối của chợ đó cả nhà bữa nay 29 là cuối nè cuối của chợ bán chợ nè quá trời kẹt luôn nãy giờ và này xung quanh sắp tới 30 nữa ở chợ chỉ nghỉ một ngày 30 thôi đi 30 tối chiều nay là Đức nè chấm dứt cuộc tình nè năm 1 là làm tiếp rồi đó. Cái anh em tự ăn gì nè. Ông lợi hả? Ăn tự làm tự nấu gì nè. Ông lợi hả? Đó là cuộc sống hàng ngày của anh em bữa hoài chứ nè. Mấy người xào lâu lâu nữa. Chứ mình cánh còn xào mà đoạn một nữa. Chọc nén nữa. Rồi quay cho cái nhà hiểu rồi. Hiểu cuộc sống rồi. Hiểu rồi. Cái nhỏ lo cái nhỏ đi lên nhập không? Đó cái nhà áo đi đọc. Hay, không biết đọc mua. Quất rồi bình thường. Đấy. Đâu bình thường thôi. Hồi mai tao mua 100 kia mô. Kẹt xe à? Kẹt xe đó. Mấy kẹt đây đã không biết lại sửa đỡ. Đỡ cả đó. Đi nào anh hỏi. Điện là điện nhau điện nhanh 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 buồn hoạt hoạt kẹt lan thôi điện ô thì đâu sao kẹt xe lên thằng của anh sập luôn kẹt xe thì bán nói đi tao kẹt đường kia mà tao đi đường này mà mà điện tao điện đường này kẹt xe luôn
đó cả nhà nè. Cũng mình Hoài cũng cảm ơn cái nhà đã ủng hộ kênh Hoài từ lúc kênh gặp tới giờ cả nhà. Cái nhà đã đăng ký và theo dõi những video của shop của anh em đội Hoài. Hoài rất là chân thành cảm ơn luôn. Cuối năm Hoài cũng chúc cái nhà một năm mới ăn khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống cả nhà. Cái nhà cho mình xin subscribe và một đăng ký kênh và một like cả nhà, để mình có nhiều lần quay nhiều video cho cả nhà xem hơn nha. Hoài cũng xin kết thúc video đây để Hoài dùng Hoài ăn cơm xong Hoài còn đi làm nữa cả nhà nha. Và chào cả nhà nha, chúc cả nhà năm mới ăn khang phát tài nha. Chào cả nhà nha, Hoài chuẩn bị ăn cơm và ăn đi làm cả nhà.